6. Phương tiện quyền thừa. Một trong những vấn đề thường có nhiều ngộ nhận nhất trong Đạo Phật chính là nhận thức về các phần giáo lý mà trong Kinh điển Đại Thừa gọi là phương tiện quyền thừa. Mặc dù Đức Phật đã nhiều lần nhấn mạnh trong Kinh điển rằng sự thuyết giảng của chư Phật đều là tuyệt đối chân thật, nhưng vẫn có không ít người nhận hiểu sai lệch về ý nghĩa của việc thuyết giảng các giáo pháp phương tiện quyền thừa, và từ đó dẫn đến những sai lầm cực đoan khác nhau. Một số người phủ nhận Kinh điển Đại Thừa, cho rằng không phải do Phật thuyết dạy. Một số khác thì ngược lại, xem thường các giáo pháp thuộc về quyền thừa và cho rằng chỉ có Kinh điển Đại Thừa mới là rốt ráo chân thật. Theo ý nghĩa được giảng dạy trong Kinh Đại Bát Niết Bàn này, thì cả hai cách nghĩ như thế đều là sai lầm vì không nhận hiểu đúng lời Phật dạy. Trong phẩm Bồ Tát Ca Diếp, Phật dạy: Thiện nam tử, nay ông nên biết rằng lời nói của Đức Như Lai là chân thật, không thay đổi. Trang 313, tập 6. Ở một nơi khác, Đức Phật nói rõ hơn về ý này. Chỗ thuyết dạy của tất cả chư Phật ba đời trong mười phương đều không có sai biệt, cho nên nói rằng Phật không nói hai lời. Thế nào là không sai biệt? Nếu là có, thì tất cả chư Phật đều nói là có. Nếu là không, thì tất cả chư Phật đều nói là không. Cho nên gọi là một nghĩa đồng nhất. Trang 205, tập 7. Như vậy, trước tiên chúng ta phải xác quyết một điều là những giáo pháp do Phật thuyết giảng đều là chân thật. Bởi không chỉ lời Đức Phật Thích Ca nói ra là chân thật, mà cho đến chư Phật ba đời trong mười phương, tất cả những bậc giác ngộ cũng đều nói ra những lời chân thật như nhau. Dựa trên sự xác quyết đó, chúng ta cần suy xét để tự mình nhận hiểu đúng về những ý nghĩa khác biệt trong các phần giáo pháp phương tiện quyền thừa, thay vì dựa trên sự khác biệt đó để đưa ra những phán đoán như đúng, sai, phải, trái. Có suy xét như thế thì chúng ta mới thấy ra được rằng tất cả mọi sự khác biệt đều do nơi chúng ta, những người nghe pháp, những chúng sanh phàm phu, chứ lời thuyết giảng của Đức Phật vẫn luôn chân thật, không khác biệt. Nhìn chung, Kinh văn có phân biệt các phần giáo pháp mang tên gọi Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Bồ Tát thừa và Phật thừa cũng được gọi là Đại thừa, vì như Phật có dạy, Kinh Đại thừa này gọi là Phật thừa, cao quý hơn hết, vượt trội hơn hết. Trang 607, tập 1. Thanh văn thừa và Duyên giác thừa thường gọi chung là Nhị thừa hay Tiểu thừa, nhưng đôi khi Duyên giác thừa cũng được gọi là Trung thừa. Về giáo pháp Thanh văn thừa, Đức Phật dạy: Như Lai vì muốn hóa độ chúng sanh nên dùng sức phương tiện giảng thuyết Thanh văn thừa, cũng như trưởng giả kia dạy con những điều sơ học. Thiện nam tử, Thanh văn thừa cũng ví như lúc mới cày ruộng, chưa gặt lúa, như vậy gọi là không rốt ráo trọn nghĩa. Trang 633, tập 1. Theo sự phân biệt trong hầu hết các kinh điển khác, thì Thanh văn thừa chỉ những người tu tập y theo giáo pháp được nghe Phật thuyết dạy Thanh văn, và phần giáo pháp cơ bản thường được nhắc đến nhiều nhất là Tứ Diệu Đế. Duyên giác thừa hay Bích Chi Phật thừa cũng được gọi là Độc giác thừa, chỉ những người tu tập đạt đến giác ngộ nhờ quán xét lý nhân duyên, duyên giác, và thường là tự tu tập vào những thời không có Phật ra đời, độc giác. Vì thế, phần giáo pháp cơ bản thường được nhắc đến trong Duyên giác thừa là thập nhị nhân duyên. Tuy có những sự phân biệt như trên,
Nhưng ngày nay chúng ta thường rất hiếm khi nghe nói đến Trung Thừa, chỉ thấy có sự phân biệt giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa. Hơn thế nữa, một số người có khuynh hướng tránh né không dùng danh xưng Tiểu Thừa mà dùng danh xưng Nguyên Thủy để chỉ các tông phái hoặc kinh điển thuộc Tiểu Thừa. Thật ra, những danh xưng Nguyên Thủy, Theravada hay Thượng Tọa Bộ, Saviravada đều chỉ phát sinh về sau chứ không thấy nhắc đến trong kinh điển. Còn những tên gọi Đại Thừa, Tiểu Thừa là thật có và thường xuyên xuất hiện trong nhiều kinh điển khác nhau. Vì thế, sự nhận hiểu sai lệch về giáo pháp dẫn đến phân biệt không đúng về Tiểu Thừa và Đại Thừa là do tự thân mỗi người, không do nơi những danh xưng ấy. Việc thay đổi danh xưng không thể xóa bỏ đi nhận thức sai lệch, mà chỉ có sự quán xét sâu xa lời Phật dạy mới có thể giúp chúng ta điều chỉnh được những cách hiểu không đúng đắn. Về mặt ngữ nghĩa mà xét thì tuy cách dùng Tiểu Thừa và Đại Thừa có thể gợi nên ý niệm hơn kém giữa các phần giáo pháp, nhưng ý niệm sai lệch này có thể điều chỉnh được khi ta nhận thức đúng về những gì Phật thuyết dạy. Còn cách dùng Nguyên Thủy lại gợi lên hàm ý không Nguyên Thủy để chỉ các giáo pháp thuộc Đại Thừa, mà điều này theo như chúng tôi đã trình bày trong một phần trước là hoàn toàn giỏ đoán, không có căn cứ. Những người tin nhận kinh điển Đại Thừa hoàn toàn tin chắc rằng những kinh điển này do chính Phật thuyết dạy, như vậy không thể nói là không Nguyên Thủy. Lý do kinh điển Đại Thừa xuất hiện sau các kinh được gọi là Nguyên Thủy chỉ là vì chúng đã tiếp tục được truyền khẩu trong một thời gian dài hơn mà thôi. Chính các kinh điển gọi là Nguyên Thủy cũng đã phải trải qua ít nhất là dài 3 thế kỷ truyền khẩu trước khi được ghi chép. Thì việc kinh điển Đại Thừa kéo dài thời gian truyền khẩu hơn dài 300 năm nữa trước khi có đủ điều kiện thuận tiện để được ghi chép thành văn bản cũng không có gì là lạ. Như vậy, theo chúng tôi thì việc sử dụng tên gọi nào là tùy theo ý riêng của mỗi người. Nhưng vấn đề quan trọng nhất ở đây là phải nhận hiểu đúng được ý nghĩa quyền thừa phương tiện mà Đức Phật đã thuyết giảng trong kinh này thì mới có thể tránh được những nhận thức sai lầm về các phần giáo pháp khác nhau trong Đạo Phật. Theo ý nghĩa được hiểu từ kinh Đại Bát Niết Bàn này thì thật ra chỉ có một thừa duy nhất, đó là Phật thừa dẫn đến quả Phật rốt ráo, chấm dứt tất cả phiền não và vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đức Phật dạy: vì sao tánh Phật là duy nhất? Vì tất cả chúng sanh chỉ hướng theo một thừa duy nhất mà thôi. Vì sao tánh Phật là chẳng phải duy nhất? Vì Như Lai phương tiện thuyết giảng thành ba thừa. Trang 633, tập 1. Vì tất cả chúng sanh chỉ hướng theo một thừa duy nhất, nên có thể hiểu rằng cho dù là Thanh Văn thừa hay Duyên Giác thừa cũng đều không ra khỏi Phật thừa hay Đại thừa. Như vậy, người tu tập theo Thanh Văn thừa cũng chính là đang tu tập theo Đại thừa, không có sự phân biệt. Điểm khác biệt ở đây là tuy đi chung một con đường, nhưng mục tiêu đặt ra của Thanh Văn thừa là dừng lại ở chỗ dứt trừ phiền não và giải thoát tự thân ra khỏi dòng sanh tử. Còn vị Bồ Tát tu tập Đại thừa luôn hướng đến quả Phật rốt ráo, tức quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đức Phật xác nhận sự dứt trừ phiền não và đạt đến giải thoát của những người tu theo Thanh Văn thừa và Duyên Giác thừa. Hàng Thanh Văn, Duyên Giác dứt trừ phiền não cho nên gọi là giải thoát, nhưng vì chưa đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nên gọi là không thật. Trang 78, tập 5. Như vậy, chúng ta nhận ra theo lời Phật dạy là có một khoảng cách khác biệt giữa việc dứt trừ phiền não và đạt được giải thoát của vị A-la-hán, quả vị cao nhất của Thanh Văn thừa, hay Phật Bích Chi
giới quả A Nậu Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề mà Phật dạy là các vị này còn chưa đạt được. Như vậy, vấn đề ở đây không phải là sự phân biệt hơn kém giữa vị Bồ Tát hay A-La-Hán, vì cả hai vị đều tu tập theo giáo pháp do Phật thuyết dạy, nhưng họ khác nhau ở mục tiêu nhắm đến. Trong khi vị A-La-Hán hướng đến sự dứt trừ phiền não tự thân như cứu cánh, mục tiêu cuối cùng của sự tu tập, thì vị Bồ Tát chỉ xem đó như một phương tiện để thực hiện mục tiêu lợi tha. Và ngay cả khi bản thân mình chưa dứt trừ được phiền não, thì vị Bồ Tát vẫn luôn lấy việc giáo hóa chúng sanh làm cứu cánh. Khi nêu ra bốn hạng người mà chúng sanh có thể nương theo, thì trước khi kể đến những người chứng đắc bốn thánh quả, từ Tu Đà Hoàng cho đến A-La-Hán, Đức Phật đã nhắc đến những người ra đời có đủ tánh phiền não. Phật dạy về hạng người này như sau. Sao gọi là có đủ tánh phiền não? Như người có thể vân giữ giới cấm, đầy đủ các oai nghi, kiến lập chánh pháp, theo Phật, nghe pháp, hiểu được nghĩa lý rồi phân biệt giảng rộng với người khác. Chẳng hạn như nói rằng, ít ham muốn là hợp đạo, nhiều ham muốn là trái đạo. Giảng rộng tám điều giác ngộ của bậc đại nhân như vậy, đối với kẻ phạm tội, liền dạy họ phát lộ sám hối để diệt trừ tội lỗi, hiểu rành những phép phương tiện và sở hành bí mật của Bồ Tát. Trang 603 tập 1. Người có đủ tánh phiền não, đó chính là những người tu tập theo hạnh nguyện Bồ Tát. Dù bản thân mình vẫn chưa thoát khỏi sự khổ não, nhưng luôn hướng đến sự giáo hóa không mệt mỏi để làm lợi ích cho người khác, cho hết thảy chúng sanh. So về công phu tu tập hay sự chứng đắc, thì các vị này có thể chưa sánh bằng những vị chứng đắc các thánh quả từ Tu Đà Hoàng đến A-La-Hán. Nhưng chỗ hướng đến của các vị thì ngay từ khi phát tâm tu tập đã hoàn toàn có sự khác biệt. Vị Bồ Tát như vậy có tâm lượng thật không thể nghĩ bàn. Phật dạy, Bồ Tát Ma-ha-tát rõ biết sâu xa rằng cuộc sanh tử có nhiều tai hại, nhìn thấy Đại Niết Bàn có công đức lớn. Dù vậy, Bồ Tát vì chúng sanh mà thường ở chốn sanh tử, nhận chịu mọi thứ khổ não, nhưng tâm không hề thối chuyển. Cho nên gọi là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Trang 215 tập 6. Hạnh nguyện của vị Bồ Tát như vậy là hoàn toàn khác biệt với những vị trong hàng thanh văn, duyên giác. Nhưng theo những lời Phật dạy, thì giáo pháp của thanh văn, duyên giác hay Bồ Tát cũng đều có mục đích như nhau, vì đều là những giáo pháp do Phật thuyết dạy, hướng đến sự giải thoát. Sự khác biệt chỉ là do mức độ nhận thức và sự phát triển trí tuệ của người tu tập. Chẳng hạn, nói về bốn thánh đế, Đức Phật dạy rằng, thiện nam tử, hiểu biết về bốn thánh đế có hai bậc trí tuệ. Một là bậc trung, hai là bậc thượng. Bậc trung là trí tuệ của hàng thanh văn, duyên giác. Bậc thượng là trí tuệ của chư Phật, Bồ Tát. Trang 215, tập 6. Lại ở một nơi khác trong kinh, Phật dạy về 12 nhân duyên như sau. Thiện nam tử, trí tuệ quán chiếu 12 nhân duyên đó chính là hạt giống A Nậu Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề. Vì nghĩa ấy, 12 nhân duyên được gọi là tánh Phật. Trang 270 tập 5. Xét theo ý nghĩa những đoạn kinh văn vừa dẫn trên, thì giáo pháp của hàng Bồ Tát tu tập cũng chính là tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên. Nhưng chỉ khác là với một tầng bậc quán chiếu sâu xa hơn, cao siêu hơn. Nhận xét này sẽ được làm rõ hơn qua các đoạn kinh văn sau. Thiền nam tử, nói về sự khổ, không gọi là thánh đế. Vì sao vậy? Nếu nói rằng khổ là khổ thánh đế, thì tất cả những loài bò, dê, lừa, ngựa cùng chúng sanh ở địa ngục lẽ ra đều phải có thánh đế.
Thiện nam tử, nếu có người không biết được cảnh giới thâm sâu của Như Lai, đối với pháp thân bi mật thường trụ chẳng biến, mà cho rằng đó là thân do ăn uống mà thành, chứ không phải pháp thân, chẳng biết oai lực đại đức của Như Lai. Như vậy gọi là khổ. Vì sao vậy? Vì không biết nên pháp thấy là chẳng phải pháp, chẳng phải pháp thấy là pháp. Nên biết rằng người như vậy ác phải đọa vào nẻo dữ, luân chuyển mãi trong sanh tử, nuôi lớn các mối phiền não trói buộc, chịu nhiều khổ não. Nếu ai biết được rằng Như Lai là thường trụ, không hề biến đổi, hoặc nghe được hai tiếng thường trụ, dù chỉ nghe qua một lần, cũng được sanh lên các cõi trời. Rồi về sau, đến lúc giải thoát rồi mới có thể chứng biết lẽ Như Lai thường trụ, không hề biến đổi. Khi chứng biết rồi, liền nói: thuở xưa tôi đã từng nghe nghĩa ấy, nay được giải thoát mới thật sự chứng biết. Ngày trước vì không biết được vậy, nên tôi phải luân chuyển mãi trong sanh tử, lăn lộn không cùng. Từ nay tôi mới có được trí huệ chân thật. Nếu biết được vậy mới thật là tu tập lẽ khổ, được nhiều lợi ích. Nếu không biết vậy thì dù có chuyên cần tu học cũng không được ích lợi gì. Đó gọi là rõ biết lẽ khổ, gọi là khổ thánh đế. Nếu không thể tu tập như vậy thì gọi là khổ, chứ không phải khổ thánh đế. Trang 87-88, tập 2. Ở đây chúng ta có thể thấy rõ sự tu tập khổ đế không chỉ còn là quán xét để nhận biết các nỗi khổ trong đời sống, mà đã phát triển thành một nhận thức chân thật chiếu rọi sâu xa vào thật tánh của các pháp, phân biệt rõ các pháp hữu di vô thường giả tạm với thể tánh Như Lai thường trụ bất biến. Và chỉ như thế mới có thể nhận biết đến tận cùng ý nghĩa sâu xa nhất của sự khổ, làm nền tảng cho sự tu tập dứt khổ. Cũng tương tự như thế, Đức Phật đã giảng rõ sự tu tập các thánh đế, tập, diệt, đạo đều là như vậy. Rồi Đức Phật kết luận: như có người nói rằng tam bảo là vô thường, tu tập theo kiến giải ấy là sai lầm, chẳng phải đạo thánh đế. Nếu ai thường tu tập niệm tưởng rằng tam bảo là thường trụ, thì người ấy là đệ tử của ta. Dùng sự thấy biết chân chánh mà tu tập bốn pháp thánh đế, đó gọi là tứ thánh đế. Trang 90, tập 2. Và sau khi được nghe những ý nghĩa sâu xa về tứ thánh đế như vậy, Bồ Tát Ca Diếp đã nói ra nhận xét của mình: bạch Thế Tôn, nay con mới rõ biết được việc tu tập pháp tứ thánh đế hết sức sâu xa. Trang 90, tập 2. Về giáo pháp thập nhị nhân duyên cũng tương tự như vậy. Tuy các vị duyên giác cũng tu tập thập nhị nhân duyên, nhưng mức độ quán chiếu không giống như các vị Bồ Tát tu tập theo Đại Thừa. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn này, Đức Phật dạy như sau: lại nữa, thiện nam tử, chỗ thấy biết của chúng sanh khởi lên gồm có hai loại. Một là thường kiến, hai là đoạn kiến. Hai cách thấy biết ấy không gọi là trung đạo. Không phải thường cũng không phải đoạn mới gọi là trung đạo. Không phải thường cũng không phải đoạn, tức là trí tuệ quán chiếu 12 nhân duyên. Trí tuệ quán chiếu ấy gọi là tánh Phật. Hàng nhị thừa tuy cũng quán xét nhân duyên nhưng chưa được gọi là tánh Phật. Tánh Phật tuy là thường nhưng vì chúng sanh bị vô minh che lấp nên không thể thấy được. Chúng sanh lại cũng như con thỏ, con ngựa, chưa đủ sức lội qua dòng sông lớn 12 nhân duyên. Vì sao vậy? Vì không thấy được tánh Phật. Thiện nam tử, trí tuệ quán chiếu 12 nhân duyên đó chính là hạt giống A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì nghĩa ấy, 12 nhân duyên được gọi là tánh Phật. Thiện nam tử, ví như có loại dưa chuột được gọi là bệnh nhiệt. Vì sao vậy?
vì loại dưa ấy có thể là nguyên nhân gây bệnh nhiệt. 12 nhân duyên cũng thế, có thể là nguyên nhân dẫn đến quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên được gọi là tánh Phật. Trang 269-270 tập 5. Không phải thường, cũng không phải đoạn, tức là trí tuệ quán chiếu 12 nhân duyên. Ý nghĩa này rõ ràng không thấy nêu ra trong các kinh điển tiểu thừa. Các vị duyên giác khi quán chiếu 12 nhân duyên đều nhắm đến việc thấy rõ được vô minh là cội nguồn cần đoạn trừ để phá vỡ toàn bộ 12 mắt xích duyên khởi này. Nhưng theo đoạn kinh văn trên đây thì Phật dạy rằng dừng lại ở đó là chưa đủ. Bồ Tát quán chiếu 12 nhân duyên phải thấy được sâu hơn mức độ ý nghĩa duyên khởi để nhận ra được thật tánh của tất cả các pháp đều là không phải thường, không phải đoạn. Thấy được như vậy rồi thì sự sanh khởi của các pháp cũng không còn là sanh khởi nữa, vì đã rõ biết được ý nghĩa sâu kín nhất của Như Lai. Và nhờ đó nên dù còn rất nhiều phiền não, nhưng người tu tập cũng có thể mau chóng dứt trừ. Đức Phật dạy, nếu người tu tập những tướng trạng vô ngã, rỗng không, vắng lặng, rồi cho đó là tạng sâu kín của Như Lai, thì trong vô số kiếp sẽ lưu chuyển trong sanh tử, chịu nhiều khổ não. Nếu ai không tu tập theo cách như vậy, thì dù có phiền não cũng mau chóng dứt trừ. Vì sao vậy? Nhờ rõ biết được tạng sâu kín của Như Lai. Trang 89 tập 2. Trong một đoạn kinh văn khác, Phật dạy, vì nghĩa ấy nên trong các kinh ta dạy rằng ý nghĩa của 12 nhân duyên là rất sâu xa, không thể biết, không thể thấy, không thể suy xét. Đó là cảnh giới của chư Phật, Bồ Tát, chẳng phải chỗ hàng thanh văn, duyên giác có thể đạt đến. Trang 271 tập 5. Đến đây, chúng ta có thể thấy được ý nghĩa phương tiện quyền thừa đối với các giáo pháp mà Đức Phật đã thuyết dạy. Thật ra không hề có các thừa hay giáo pháp khác nhau, chỉ có một thừa duy nhất là con đường tu tập hướng đến quả Phật. Các thừa khác nhau đều chỉ là tên gọi. Những lời Phật dạy đều là chân thật, duy nhất, chỉ do mức độ tu tập, nhận biết khác nhau của chúng sanh mà hình thành các tên gọi khác nhau. Vì thế, chỉ cần phá bỏ được sự trói buộc, bám víu vào các tên gọi, là chúng ta sẽ tức thời nhận ra rằng trong đạo Phật chỉ có một thừa duy nhất mà thôi. Sự phân biệt gọi thừa duy nhất đó bằng những tên khác nhau là xuất phát từ những chênh lệch sai khác ngay trong lòng người, và sự sai khác về tên gọi như thế hoàn toàn không làm thay đổi ý nghĩa chân thật của giáo pháp mà Phật đã thuyết dạy. Chúng tôi xin được nhắc lại lời Phật dạy để đúc kết ý nghĩa của phần này. Vì sao tánh Phật là duy nhất? Vì tất cả chúng sanh chỉ hướng theo một thừa duy nhất mà thôi. Trang 633 tập 1.